304 TV VM365 News chào các bạn trở lại chương trình. Như mình chia sẻ các bạn đó, thủ chính đi Nhật đó, cái bài báo đầu tiên mà báo chí Việt Nam đưa tin là chuyển giao công nghệ, các bạn nhớ không? Bài báo đầu tiên là chuyển giao công nghệ, cái bản tin mới nhất và đầu tiên khi thủ chính tới Nhật là chuyển giao công nghệ. Vậy đây mình cũng hiểu người cộng sản, cái tri thức của họ cao cỡ nào mà họ dám ngồi lên cái ghế lãnh đạo. Thì thực sự những cái điều phải nói là không có một cái chút khiêm nhường nào. Những cái câu nói của người cộng sản nó giống như là những câu nói của chợ búa, không có một cái tính cách ngoại giao nào cả, cho dù đó là tối thiểu. Các bạn thấy cái tựa đề không? Chúng tôi sẵn sàng đón cái doanh nghiệp Nhật nồng hậu, hai bên cùng thắng. Hai bên cùng thắng là sao? Đây đâu phải là cái sòng bài, đây là cái chuyện làm ăn đàng hoàng, đâu phải là cái sòng bài. Hai bên cùng thắng là sao? Các bạn thấy không? Rõ ràng là mình không có nói quan. Thực sự là vậy, hai bên cùng thắng. Cái bài báo kia đó, đây này, các bạn thấy không? Đây là cái bài báo của Việt Nam Express. Chạy cái tựa đề là thấy là phải nói là vô liêm sỉ rồi. Phải nói là vô liêm sỉ mặt dày nè. Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp Nhật chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Đi xin người ta rồi, còn kêu người ta rời khỏi cái nhà để chuyển đưa cái nhà cho tao. Giống vậy á. Một người nghèo đi xin, xin tiền xong rồi kêu người ta để lại cái nhà cho mình luôn. Thì thật sự đi, cùng là người Việt Nam nhưng mà mình không hiểu nổi cái người cộng sản lại sổ sàng đến cái độ mà không có một chút lòng tự trọng mặt mũi như thế nào cả. Ở cái tỉnh Ganma đó, thủ chính gặp cái doanh nghiệp trong có đó có Subaru nữa, ngành công nghệ karaoke của cái tỉnh này cũng rất là lớn, nổi tiếng nha. Cái tỉnh này cũng phục vụ ngành giải trí rất là nhiều. Thì các bạn hãy xem, cái tỉnh này có công nghiệp ô tô điện là Subaru đó, cái công ty Hotland Co Limited có 700 cửa hàng bánh bạch tuộc ở Nhật Bản, chưa có cửa hàng nào ở Việt Nam, có 100 lao động làm việc, người Việt làm việc cho cái công ty này bên Nhật. Thủ chính nói là doanh nghiệp mong cái doanh nghiệp vào đầu tư Việt Nam mang lại lợi ích cũng như thắt chặt quan hệ hữu nghị hợp tác với hai nước, chẳng hạn Nhật Bản có kinh nghiệm xây dựng đường sắt cao tốc có địa hình tương đồng Việt Nam nên hai bên có thể nghiên cứu hợp tác trong lĩnh vực này. Cái việc cao tốc Bắc Nam đó, cộng sản Việt Nam la làng suốt cả nửa năm nay rồi, thì có lẽ là chưa có quốc gia nào dám nhúng tay vào cho Việt Nam vay. Lúc thì yêu cầu Trung Quốc làm, lúc thì bây giờ yêu cầu Nhật làm, chứng tỏ là không có cái nước nào mở miệng ra rõ ràng là sẽ đầu tư vào Việt Nam làm cái đường sắt cao tốc. Cái đường sắt cao tốc cần hơn 100 tỷ US này, mà trong khi mình không có một đồng nào, nợ thì ngập đầu, muốn tìm một quốc gia nào để xây cái đường sắt cao tốc coi như cho vay 100% luôn. Mà trong khi cái nền kinh tế của Việt Nam như vậy, được chuyện này cũng không phải dễ gì tìm, kể cả Trung Quốc. Cho nên cái việc này nói đi nói lại suốt cả nửa năm, cả năm nay rồi, nhưng mà đến ngày nay vẫn chưa có công ty nào, chưa có quốc gia nào nhúng tay vào. Các bạn nhớ ông Tập Cận Bình vừa rời khỏi Việt Nam đó, cũng có nói vấn đề này, nhưng mà bây giờ đi thủ chính đi Nhật lại nói vấn đề này, chứng tỏ là chưa có công ty nào, chưa có quốc gia nào nhúng tay vào. Cái tỉnh này có tới 12.000 người Việt đang làm việc ở đó. 2023 là năm Việt Nhật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai nước đã nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 11. Khi Võ Văn Thưởng đến á, cách nay cũng đâu có mấy ngày đâu. Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Thấy không? Lúc nào, nước nào cũng là đối tác quan trọng hàng đầu. Nó xạo. Nói với quốc gia nào cũng là quý vị là đối tác hàng đầu quan trọng nhất của chúng tôi. Cũng nói quan trọng nhất với chúng tôi, đi Mỹ cũng nói câu này, đi Trung Quốc cũng nói câu này, đi Nhật, đi Hàn đều nói câu này cả. Nghe rất là quen.
Đứng thứ nhất về cung cấp viện trợ ODA, viện trợ rất là nhiều ha. Còn cái bài báo bên này đó, thì các bạn thấy không, nói chuyện giống như sòng bài. Thủ tướng chúng tôi sẵn sàng đón, thủ chính nó nói là chúng tôi sẵn sàng đón cái doanh nghiệp Nhật nồng hậu, hai bên cùng thắng. Hai bên cùng thắng là nha. Đây đâu phải là cái chuyện cờ bạc. Đây đâu phải là cái chuyện đi casino đâu. Vì ngôn ngữ của họ thật là kinh khủng, kinh hồn. Trước đề xuất của một doanh nghiệp chuyên về karaoke Genmar, Thủ tướng cho biết nếu có sự đầu tư vào Việt Nam sẽ tăng cường giao lưu, phát triển và bổ sung cho nhau. Việt Nam từng phát triển nóng về lĩnh vực karaoke. Karaoke Việt Nam các bạn hiểu rồi. Làm cái gì trong đó? Người Việt Nam sau những ngày lao động học tập mệt mỏi thường tụ tập giao lưu xả stress. Trời ơi trời. Dịch vụ karaoke của Việt Nam phần lớn du nhập từ các nước Đông Nam Á, chưa có sự hiện diện của doanh nghiệp Nhật trong lĩnh vực này. Đây, cho biết công nghiệp ô tô, điện gia dụng Nhật Bản nổi tiếng, Thủ tướng bày tỏ mong muốn các sản phẩm Nhật Bản được chuyển giao công nghệ. Mong muốn các sản phẩm của Nhật Bản được chuyển giao công nghệ, sử dụng lao động, nguyên liệu tại Việt Nam. Bọn người Nhật dễ dụ lắm anh sao trời. Không có tự nhiên sổ sàng. Đây các bạn, không có tự nhiên sổ sàng kêu người ta chuyển giao công nghệ làm sao? Thủ tướng bày tỏ mong muốn cái sản phẩm của Nhật Bản được chuyển giao công nghệ, sử dụng lao động nguyên liệu tại Việt Nam. Người ta nghe là người ta phải nói là người ta nghe là người ta lạnh xương sống rồi, chưa có đầu tư vào, mới kêu gọi người ta đầu tư thôi là đã mở miệng chuyển giao công nghệ. Tại sao họ sổ sàng nó vậy ta? Tại sao họ không có một cái chút kiến thức nào khiêm nhường một chút hay là non một chút xíu hả? Thật là khủng khiếp. À, đi đâu cũng xạo. Genma là vùng đất địa linh nhân kiệt. Thủ tướng bày tỏ ấn tượng các doanh nghiệp của tỉnh Genma chọn cách đi phát triển độc đáo và có thể bổ sung cho Việt Nam kể cả hoạt động dịch vụ trong trong lĩnh vực giải trí. Chúng tôi sẵn sàng đón các bạn, tin cậy nồng hậu, hai bên cùng thắng lợi. Hai bên cùng thắng lợi nghĩa là sao? Trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, câu này nói hoài. Hai bên cùng thắng lợi trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ là sao? Thủ chính là cái câu này nói nhiều nhất á. Đi tới đâu cũng nói câu này. Nói với ngân hàng ở Việt Nam cũng nói câu này, đi Mỹ cũng nói câu này, đi Âu Châu cũng nói câu này, đi Dubai cũng nói câu này. Hình như là không còn câu nào trình độ của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam nó nông cạn đến cái độ không còn cái câu nào để mình bày tỏ, mà cứ lặp đi lặp lại hết cuộc họp này tới cuộc họp khác, đi nước này đi nước khác cũng đều nói giống nhau, không có một cái nào khác biệt cả. Trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, chuyển giao công nghệ có bao nhiêu đó. Thành ra mình đó, mình có chia sẻ các bạn đó, không có cần họ nói cái gì là mình đã biết họ nói cái gì rồi, tại vì họ cũng lặp đi lặp lại có bao nhiêu đó thôi, không có gì khác biệt cả. Thấy không, rõ ràng những câu này rất là quen đúng không? Đây, kêu gọi doanh nghiệp Nhật đầu tư vào đường sắt cao tốc Việt Nam bây giờ đi vay tiền đâu có dễ. Hồi sáng nay mình chia sẻ các bạn đó, chỉ có 531 triệu đô thôi, 531 triệu đô thôi, vay cho tháng 10, tháng 12 á, còn có 15 ngày nữa hết hết năm rồi. Cộng sản Việt Nam hết tiền, nó độ phải đi vay từ trăm triệu, đi vay từ trăm triệu, 531 triệu đô mà Hàn Quốc, Nhật Bản và Quỹ Phát triển Nông thôn Quốc tế chia nhau. Hàn Quốc, Nhật Bản và Quỹ Nông thôn Quốc tế chia 531 triệu để cho Việt Nam vay. Nghĩa là mỗi mỗi vay chỉ có khoảng 180 triệu thôi. Cộng sản Việt Nam hết tiền đến độ còn mấy ngày cuối năm phải đi vay cho được để bổ sung ngân sách đó. Nha. Bây giờ họ đi vay đâu đâu có dễ đâu, đâu có ai cho vay đâu. Các credit, cái tín dụng của họ bây giờ Việt Nam không có nữa. Cho nên không có vay nhiều được. Bây giờ đi vay mà gom từ trăm triệu đó, một cái quốc gia 100 triệu dân mà đi vay từ trăm triệu là các bạn biết đây là cái chuyện không phải đơn giản. Rõ ràng Cộng sản Việt Nam hết tiền rồi, không có tiền để trả lương. Trường Y ở Quảng Nam đó đình công đó, thứ ba hai này bắt đầu đình công đó, vì 6 tháng không có tiền lương. Nè,
Khi làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài, phần lớn thì quan tâm đến hạ tầng nhân lực của Việt Nam. Đây là hai điểm hạn chế mà chúng tôi cần nỗ lực tập trung các doanh nghiệp đầu tư thuận lợi hơn. Cái lý do là Cộng sản Việt Nam hạ tầng cơ sở rất là chỉ mới bắt đầu phát triển, tại vì cơ sở hạ tầng cũ kỹ lạc hậu, người ta không có đầu tư nhưng mà lại không có tiền, tất cả đều đi vay, đều kêu gọi ngoại quốc đầu tư cho vay để làm cơ sở hạ tầng giao thông. Đó là cái điều này, mọi thứ ở Việt Nam đều là nợ không đó, chứ không có tự lực tự cường. Các bạn biết bên Thái Lan á, là 10.000 cây số đường cao tốc đã đưa vào sử dụng rồi, 10.000 cây số. Việt Nam chưa đầy 1.500 cây số. Và 1.500 cây số đó cũng là nợ không đó. Đây, các bạn thấy nhiều khi báo Việt Nam á, đọc từng chữ thì mới thấy. Lề về lĩnh vực ngân hàng, hiện nay nhiều ngân hàng lớn ở Nhật Bản đã đầu tư vào Việt Nam. Có ngân hàng đầu tư hơn 1 tỷ US. Việt Nam cũng đề nghị này, khi vào đầu tư phải tham gia cơ cấu các ngân hàng yếu kém. Cha người ta hả? Thấy không? Việt Nam đề nghị khi vào đầu tư phải tham gia cơ cấu các ngân hàng yếu kém, nghĩa là các ngân hàng vào Nhật muốn vào đầu tư đó, vào Việt Nam đầu tư đó thì phải cứu giãn mấy cái ngân hàng yếu kém. Ngân hàng yếu kém ở đây là cái gì? Ngân hàng yếu kém đây là cái gì? Là phá sản, là bị thao túng đó. Ngân hàng bị tư bản đỏ thao túng dẫn đến phá sản đó. Giống như SCB, giống như Vietinbank mà mới bắt Bí thư Bến Tre, nguyên Bí thư Bến Tre, chủ tịch hội đồng quản trị Vietinbank đó, Lê Đức Thọ đó. Nhưng mà Lê Đức Thọ đó bị bắt chỉ là phần nổi thôi, cái tảng băng chìm không có khui ra. Nên nhớ là Vạn Thịnh Phát, SCB, và bây giờ bắt nguyên tổng giám đốc, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ. Cái việc ngân hàng mới là cái việc chánh, chứ không phải là cái việc của cái công ty dầu mà nhà nước nói là cái lý do bắt Lê Đức Thọ, nguyên bí thư tỉnh Bến Tre. Nhưng mà thật sự cái chánh, cái lý do chánh là ngân hàng Vietinbank khi mấy là còn làm chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng mà Cộng sản Việt Nam tránh cái vụ Vietinbank tại vì đụng đến vấn đề tài chánh của nhà nước, cho nên diện cái cớ khác là công ty dầu để bắt Lê Đức Thọ. Nhưng mà người dân Việt Nam phải biết đây là cái chuyện của ngân hàng Vietinbank đó. Tất cả ngân hàng ở Việt Nam đều bị thao túng hết. Sau Lê Đức Thọ sẽ còn những người khác nữa, cũng là lĩnh vực ngân hàng thôi. Cái điều này chuyên gia Việt Nam cũng đã nói rồi, chứ không phải mình nói đâu. Tất cả ngân hàng đều bị thao túng cả mấy chục năm nay rồi, ha. Nhưng mà Cộng sản Việt Nam á, nhà nước cộng sản cầm quyền, Cộng sản Việt Nam bắt người đó sợ dở cái bình, cho nên gán vào những cái tội nó không có liên hệ gì với cái vụ án cả, như vụ Lê Đức Thọ. Thêm cái nữa, những người mà bị bắt cũng đều là chết thế cho lãnh đạo thôi. Lê Đức Thọ chưa phải là trùm cuối đâu. Lê Đức Thọ không thể nào mà ngồi ăn một mình được. Lê Đức Thọ không thể nào được đưa vào chức chủ tịch hội đồng quản trị của Vietinbank mà không có cấu kết thống đốc ngân hàng, ủy bộ chính trị, chính bộ chính trị, chính thống đốc ngân hàng, hay là bộ trưởng bộ tài chánh, hay là quốc hội, nhân dân đã đề bạt Lê Đức Thọ vào nắm chủ tịch hội đồng quản trị của Vietinbank. Thì cái đầu cuối nằm, nói bao nhiêu là được biết, trùm cuối nằm ở đâu. Lê Đức Thọ chỉ là một cái ngọn thôi, cái rễ không có dám chặt thì nó cũng vậy đó, nó cũng sinh sôi nảy nở thôi, nó lên cái nhánh mới, nó còn khủng khiếp hơn cái nhánh cũ vừa mới chặt đi đó. Các bạn đập rồi mà sợ dở bình đó. Ha, thủ tướng đề nghị thống đốc tỉnh Goma sẽ dẫn thêm nhiều đoàn doanh nghiệp đến Việt Nam năm 2023, dẫn 30 doanh nghiệp rồi năm nay đó, thì năm tới dẫn 45 đến 50 doanh nghiệp. Trời ơi trời, ôi trời ơi trời, tao nói mấy cái thằng bằng cổ đông này nói chuyện không có một chút khiêm nhường nào hết. Rồi, cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian xem video này. Các bạn video sau nha. Chào.